chủ tập đoàn quý đồng nghiệp, thì chúng ta thấy là từ khi mà stand đầu tiên được đặt trên người năm 1983 cho đến thời điểm hiện nay, thì cái kháng kết tập tiểu cầu nó chúng ta có khuyến cáo thay đổi liên tục. Chúng ta có nhiều có một số thuốc mới xuất hiện, chúng ta có stand thế hệ mới, kỹ thuật chúng ta cũng có nhiều kỹ thuật mới. Thì như vậy thì trong chúng tôi và phó giáo sư Hoàng Văn Sĩ sẽ nêu bật lên cái vấn đề là trong thời năm 2023 chúng ta sẽ làm gì đối với bệnh nhân khi mà chúng ta đặt stent trên những bệnh nhân mà có hội chứng mạn cấp. Thì chúng ta thấy là cái năm theo Tổ chức Y tế Thế giới thì năm thì vào năm 2023 thì có đến 422 triệu người mắc bệnh lý tim mạch, và cứ 34 giây thì có một người tử vong về vào bệnh tim mạch, và cái số bệnh nhân mà hội chứng mạn cấp thì chiếm hàng triệu người. Chúng ta thấy là đây là một cái slide tương đối là cũ, nhưng mà chúng ta thấy là khi mà những cái bệnh lý thí dụ như đái tháo đường, tăng huyết áp, nó sẽ làm cho cái lớp nội mạc của mạch máu chúng ta bị apoptosis, nghĩa là chết theo chương trình rất là nhanh và không tái tạo kịp. Lúc đó cholesterol đi di chuyển trong máu, nó sẽ chui vào lớp nội mạc và bị bắt giữ, bắt đầu kích hoạt cái quá trình viêm, nghĩa là cái monocyte sẽ vào ăn những cái NN cholesterol này và tạo thành farm cell. Chúng ta thấy là cái monocyte vào ăn, và chúng ta thấy là bắt đầu kích hoạt quá trình viêm, tạo thành những cytokine và chemokine. Và cytokine chemokine này nó làm mỏng cái lớp fibrin, cái lớp màng ngoài của cái màng xơ vữa cũng như là cái collagen, và đến một mức nào đó thì khi mà phản ứng viêm chúng ta lên đến cực độ thì lúc đó cái màng xơ vữa chúng ta bị đứt vỡ và bắt đầu bị bệnh nhân bị hội chứng mạn cấp. Thì những tiểu cầu đi đầu tiên nó sẽ tiếp xúc với lớp collagen và chúng ta thấy là nó bị hoạt hóa. Chúng ta thấy tiểu cầu là một cái tế bào hình cầu dẹt, tuy nhiên khi mà bị hoạt hóa, canxi tăng lên nhiều thì bắt đầu màng tiểu cầu co lại và nó đầy những tiếp nhận thể 2B3A lên mặt tiểu cầu. Chúng ta thấy không có những cái chấm này, và khi mà bị hoạt hóa nó sẽ đầy đến 80.000 cái tiếp nhận thể 2B3A và bắt đầu nối với nhau hai tiểu cầu, nó sẽ kết dính với nhau qua sợi fibrinogen và chúng ta có huyết khối tiểu cầu. Cho nên chúng ta có nhồi máu cơ tim mà ST chân lên khi mà bị tắc hoàn toàn hoặc không ST chân lên nếu mà chúng ta mạch máu chúng ta không tắc hoàn toàn. Như vậy thì hội chứng mạn cấp chúng ta có hai vấn đề lớn chúng ta phải lưu ý. Thứ nhất là huyết khối, và thứ hai đó là vai trò của phản ứng viêm. Cho nên là cái phản ứng viêm này thì chúng ta thấy là chỉ kéo dài trong vòng 30 ngày thôi, và sau đó phản ứng viêm thì hầu như là hết. Và khi mà bệnh nhân đặt stent thì sao ạ? Bệnh nhân đặt stent thì cái câu chuyện đã chưa chấm dứt. Stent là cái vật lạ. Khi mà máu chảy qua thì tiểu cầu chúng ta tiếp xúc vật lạ thì nó vẫn bị kích hoạt và nó tiết ra ADP và thrombosana 2 tương tự như là bệnh nhân hội chứng mạn cấp. Và chúng ta thấy là như vậy thì chúng ta phải ức chế khi mà stent, chúng ta đặt stent trong bệnh nhân hội chứng mạn cấp, chúng ta nhớ là chúng ta phải sử dụng kháng đông, kháng kết tụy cầu, statin, là chúng ta kiểm soát tất cả yếu tố nguy cơ, trong đó kháng kết tập tụy cầu đóng vai trò rất là quan trọng. Như vậy thì bệnh nhân, nếu mà trường hợp mà kháng kết tập tụy cầu chúng ta không đủ thì bệnh nhân sẽ ra sao ạ? Chắc chắn là sẽ bị huyết khối trong khi chúng ta nong hoặc là sau đó. Chúng ta thấy là trong khi làm BCI hoặc sau khi làm BCI thì huyết khối nó sẽ đóng lại nếu chúng ta sử dụng cái tập tiểu cầu không đủ. Và người ta trong cái nghiên cứu Champion Phoenix trên 10.939 bệnh nhân, gần 11.000 bệnh nhân, người ta nhận thấy rằng trong khi mà làm BCI, nếu chúng ta không sử dụng cái tập tiểu cầu đủ, cái hoạt lực đủ và đủ lượng liều, thì có đến 1,2% STEMI, nhồi máu cơ tim ST-lin là không ST-lin, bị huyết khối ngay trong khi làm. Và chúng tôi cũng gặp một số bệnh nhân, nếu chúng ta không sử dụng đúng khi mà bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim vào với chúng ta, thì chắc chắn làm khi mà BCI cho bệnh nhân thì chắc chắn là sẽ có huyết khối. Và cái tỷ lệ khi mà trong làm mà bệnh nhân bị huyết khối thì tỷ lệ tử vong sao ạ? Tỷ lệ do chúng ta nhận thấy rằng trong 30 ngày hoặc 24 giờ đầu và 30 ngày nó lên đến 20%, trong khi nó không huyết khối thì chúng ta thấy tỷ lệ tử vong của bệnh nhân hội chứng mạn cấp chỉ có 1%, nghĩa là tăng hơn gấp 20 lần nếu trường hợp bệnh nhân bị huyết khối trong khi chúng ta làm, do chúng ta sử dụng kết tập tiểu cầu không đúng và không đủ. Còn nếu trường hợp mà sau đó mà kết tập tiểu cầu chúng ta còn ảnh hưởng 30 ngày, còn 30 ngày nữa, thì chúng ta thấy là cái nghiên cứu Horizon Army và Euromax
thực hiện trên một số lượng bệnh nhân tương đối lớn, thì chúng ta thấy là những cái bệnh nhân mà bị huyết khối trong vòng 30 ngày từ ngày đầu tiên cho đến từ ngày đầu tiên chúng ta gọi là acute cấp, ngày đầu tiên ngày 30 gọi là subacute, là bán cấp, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ tử vong nếu bị huyết khối trong thời gian đó thì nó cũng hơn 4 lần so với bệnh nhân không bị huyết khối. Và như vậy thì để cho chúng ta ức chế kết tập tiểu cầu khi bệnh nhân hội chứng bằng cấp và đặt stent thì có nhiều thứ thuốc. Chúng ta thấy là aspirin chắc chắn chúng ta phải sử dụng để ức chế tiếp nhận thể thrombosanin 2, tại vì khi mà tiểu cầu bị kích hoạt sẽ tiết ra hai chất quan trọng là thrombosanin 2 và ADP. Như vậy thì chúng ta dùng aspirin chúng ta ức chế thrombosanin 2, và chúng ta có clopidogrel, prasugrel hoặc là ticagrelor để ức chế ADP. Thì như vậy đối với aspirin, bệnh nhân đang sử dụng aspirin nhưng mà nhồi máu cơ tim, chúng ta thấy là cái khuyến cáo của Hoa Kỳ, châu Âu, Việt Nam chúng ta đều sử dụng cái liều nạp của aspirin là 150 đến 300 hoặc là 162 đến 325, tùy theo cái nhà sản xuất. Châu Âu người ta sản xuất cái gói 100 mg thì chúng ta sử dụng 3 gói hoặc là 1 gói rưỡi. Còn đối với lại Hoa Kỳ thì cái viên 81 chúng ta sử dụng là 2 viên 81 mg hoặc là chúng ta sử dụng viên 325. Thì cái đầu tiên nghiên cứu của Copidogrel, nghiên cứu kia trên những bệnh nhân hội chứng bằng cấp thì nhóm điều trị nội khoa BCI hoặc CBG đều Copidogrel đều có lợi hơn so với không sử dụng Copidogrel. Và chúng ta thấy là chúng ta phải điều trị trước khi bệnh nhân vô phòng thông tim, nghiên cứu các nghiên cứu về sử dụng pre-treatment của Copidogrel, chúng ta nhận thấy rằng khi mà sử dụng trước khi vào vòng thông tim thì đều tốt hơn so với chúng ta không sử dụng vào thông tim. Ở trong nghiên cứu Cairo thì sao ạ? Nghiên cứu Cairo chúng ta nhận thấy rằng Copidogrel thì tốt thật, nghĩa là chúng ta sử dụng cái liều cho liều nạp 300 mg vô thì giảm đến 27% so với không sử dụng Copidogrel và trong vòng 12 tháng. Tuy nhiên khi mà liều nạp của Copidogrel thì chúng ta thấy nếu mà 300 mg thì chúng ta phải chờ đến 15 giờ thì nó mới tác dụng tốt. Còn chúng ta mà mới cho Copidogrel xong và chúng ta cho bệnh nhân đi xa trong 1-2 tiếng đồng hồ thì sao ạ? Thì bệnh nhân tương đương với placebo, nghĩa là không sử dụng thuốc gì hết. Như vậy thì chúng ta thấy liều nạp đầu tiên mà chúng ta sử dụng 300 mg là không đủ không ạ? Và nghiên cứu sau đoạn này thì chúng ta thấy là sau này các nhà sản xuất người ta mới thấy là như vậy thì so sánh giữa liều nạp 300 thì sao? Chúng ta thấy nhận liều nạp 300 và 600 mg có sự khác biệt, có y thống kê B bằng 0.03, nghĩa là chúng ta liều nạp mà 600 mg thì tỷ lệ biến cố tim mạch thấp hơn so với lại liều nạp 300 mg. Cho nên là chúng ta mới có nghiên cứu Current Oasis 7, trong đó thì liều nạp là 600 mg so sánh với liều 300 mg, và mỗi nhánh lại chia ra aspirin liều cao và liều thấp. Thì chúng ta thấy là nếu trường hợp chúng ta sử dụng liều nạp mà 600 mg thì chúng ta giảm tiêu chí chính là tử vong tim mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ đến 15%. Và cái quan trọng nhất mà chúng tôi quan tâm đối với tim mạch can thiệp là huyết khối trong stent, chúng ta nhận thấy là giảm đến 42% nếu chúng ta cho liều nạp là 600 mg. Như vậy thì chúng ta thấy là đối với bệnh nhân mà hội chứng bằng cấp thì sao ạ? Chúng ta phải sử dụng liều nạp là 600 chứ đừng sử dụng liều nạp là 300 mg, trừ trường hợp bệnh nhân sử dụng tiêu huyết khối. Sau đó đến 2007 thì nghiên cứu tirontimib 38 của Pasquale ra đời, trong này thì thực hiện trên 13.608 bệnh nhân, và chúng ta thấy là so sánh giữa hai nhóm, một nhóm là sử dụng ngẫu nhiên Copidogrel 300 mg và một nhóm là Pasquale 60 mg. Thì khi mà nhìn nghiên cứu chúng ta cũng thấy là như vậy, thì khi mà so sánh phải sử dụng 600 mới tốt, mà so sánh giữa liều mà Pasquale 60 và liều nạp 300 mg là đó một cái so sánh tương đối, theo chúng tôi là một cái tương đối khập khiễng. Khi mà trường hợp mà trên những bệnh nhân mà sử dụng Pasquale thì có biến cố tim mạch gộp thấp hơn so với Copidogrel và huyết khối trong stent thấp hơn. Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng Pasquale là cái thuốc ức chế kết tập tiểu cầu tương đối là mạnh thì chúng ta cũng phải có cái giá phải trả là cái tỷ lệ mà xuất huyết đe dọa tính mạng so với Copidogrel thì cao hơn, và sự khác biệt này là có thống kê, và tử vong xuất huyết cao hơn và sự khác biệt này là có thống kê. Bây giờ người ta so sánh không đối đầu, không trực tiếp so sánh giữa Current Oasis 7 và Tirontimib 38 thì chúng ta nhận thấy rằng nếu trường hợp chúng ta sử dụng liều nạp là 600 mg
thì sự khác biệt của stent thrombosis, nghĩa là huyết khối trong stent, thì hầu như không kháng không đáng kể. Chúng ta sử dụng Prasugrel hoặc là chúng ta sử dụng liều nặng là 600 mg đối với lại Clopidogrel. Bây giờ chúng ta qua lại nghiên cứu Plato của Ticagrelor. Thì trong nghiên cứu Plato, này thì chúng ta thấy là liều nạp chuẩn vẫn là 300 mg, và một số bệnh nhân sử dụng 600 mg có được thêm 300 mg trước khi làm BCI. Thì chúng ta không ngạc nhiên là đối với huyết kháng cái tập tiểu cầu mạnh thì cái tỷ lệ mà tiêu chí đánh giá gộp thì nó thấp hơn so với lại Clopidogrel. Tuy nhiên thì cái thuốc mạnh thì cũng có giá phải trả của nó, là xuất huyết nặng không liên quan đến CBG, nghĩa là bệnh nhân không màu bắt cầu và xuất huyết nặng ở trong nhóm ticagrelor, cái cột màu xanh vẫn cao hơn đối với Clopidogrel, và xuất huyết nặng TIMI thì cũng cao hơn, và sự khác biệt này là có cái thống kê. Như vậy thì chúng ta nhận thấy rằng như vậy thì quay lại cái chúng ta quay lại guideline, thì khi mà bệnh nhân hội chứng mạng cấp STEMI hoặc là non-STEMI thì chúng ta có ba thứ thuốc sử dụng là ticagrelor, chúng ta Prasugrel và Clopidogrel. Thì đối với lại Hoa Kỳ, chúng ta thấy là Hoa Kỳ thì chúng ta thấy là cái class là class B hết, chúng ta có thể sử dụng như nhau. Đối với châu Âu thì sao ạ? Châu Âu thì chúng tôi thấy là người ta thiên vị Clopidogrel nhiều hơn, nghĩa là người ta cho Clopidogrel đến class A lực 1A, nghĩa là chúng ta vẫn có thể sử dụng Clopidogrel, thì nó nhiều nghiên cứu hơn Clopidogrel trong hội chứng mạng cấp đối với STEMI. Và khi mà không có ticagrelor hoặc là không có Prasugrel thì chúng ta mới sử dụng Clopidogrel, thì cái yếu tố này chỉ có class 2A là yếu hơn class 1. Đối với nhồi máu cơ tim không estrogen lên thì sao ạ? Nhồi máu cơ tim có estrogen lên thì chúng ta nhận thấy là tương tự như vậy, thì chúng ta thấy ticagrelor, Prasugrel và Clopidogrel cũng là class 1 và nó được xếp vào nhóm B. Nghĩa là chúng ta thấy là class 1 ở B, nghĩa là nó là như nhau. Và trong này thì dựa vào hai nghiên cứu, và chúng tôi thấy là hai nghiên cứu đó tương đối, là chúng ta quay lại nghiên cứu thì so sánh với cái liều mà 300 mg, thì người ta vẫn khuyến cáo là nếu mà không có Prasugrel hoặc là ticagrelor thì chúng ta hẳn sử dụng Clopidogrel. Như vậy thì chúng ta thấy là trong cái phần khởi trị đầu tiên thì đối với aspirin chúng ta đừng quên là chúng ta có thể sử dụng liều 150 hoặc 300 hoặc là 162, 325, nghĩa là bệnh nhân có uống hay không uống chúng ta phải cho liều nào. Ở đối với Clopidogrel thì là 600, ticagrelor là 180 và Prasugrel là 60 khi mà bệnh nhân chúng ta chuẩn bị BCI đặt stent cho bệnh nhân ở trên những bệnh nhân hội chứng mạng cấp. Và đối với những bệnh nhân mà sử dụng cái tiêu sợi huyết, chúng ta nhớ là loading dose của Clopidogrel chỉ là 300 mg, đây là class 1A. Chúng ta nói về huyết khối, chúng ta sử dụng liều nạp như vậy để chúng ta ngừa huyết khối. Tuy nhiên nếu bệnh nhân bị sốt huyết thì có nặng hay không và có ảnh hưởng tính mạng bệnh nhân hay không, thì chúng ta nhận thấy rằng cái nghiên cứu sơ bộ GRACE trên 24.000 bệnh nhân thì tỷ lệ xuất huyết nặng trong hội chứng mạng cấp chiếm đến gần 5%, nghĩa là trong nhồi máu STEMI và non-STEMI thì là 4,7 và 4,8%. Và khi mà bệnh nhân bị xuất huyết nặng thì cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân tăng lên gấp 3 lần, non-STEMI từ 5,3 tăng lên 15,3, và STEMI nghĩa là nhồi máu tim estrogen lên từ 7 lên đến 22, nghĩa là tăng lên gấp 3 lần. Nghĩa là nếu trường hợp bệnh nhân bị xuất huyết trong khi chúng ta làm hoặc là sau đó thì tỷ lệ bệnh nhân tăng lên nhiều. Và trong nghiên cứu thống kê sổ bộ của OASIS, OASIS 2 và CUE trên 34.000 bệnh nhân, thì trong vòng 30 ngày nếu có xuất huyết thì chúng ta thấy là tỷ lệ tử vong tăng lên từ 4 đến 5 lần, nhồi máu cơ tim tăng lên 4 lần và đột quỵ trong 30 ngày tăng lên 6 lần, tăng gấp 6 lần. Và không chỉ có xuất huyết, đột quỵ và tất cả các biến cố như là tái nhồi máu cơ tim phải tái thông mạch vành cấp cứu khi mà xuất huyết, nó đều cao hơn ở những bệnh nhân xuất huyết so với bệnh nhân không xuất huyết. Và chúng thấy là nghiên cứu Acuity BCI về biến cố chảy máu trong bệnh nhân nhồi máu cơ tim được trong một năm thì nó vẫn ảnh hưởng đến một năm. Chúng thấy là trong vòng 30 ngày là tỷ lệ xuất huyết nặng là 5,8 so với không xuất huyết là 0,8. Tuy nhiên sau đến một năm thì tỷ lệ này tiếp tục cái đường biểu diễn Kaplan-Meier tiếp tục mà chia tách ra, và chúng thấy tỷ lệ tử vong mới tăng lên khi mà bệnh nhân bị xuất huyết. Như vậy thì bệnh nhân huyết khối tử vong cao, bệnh nhân xuất huyết tử vong còn cao hơn. Như vậy thì trên bệnh nhân thì một bệnh nhân thì chúng ta phải cân nhắc giữa huyết khối và xuất huyết, đúng không ạ? Chúng ta phải cân nhắc huyết khối xuất huyết chúng ta phải xử lý như thế nào. Chúng ta thấy là TSC 2020 guideline thì người ta thấy là chúng ta khi mà sử dụng cái thuốc cái tập tiểu cầu chúng ta phải dựa trên yếu tố bệnh nhân.
bệnh nhân có uống thuốc hay không, bệnh nhân cao tuổi hay không, bệnh nhân tình trạng bệnh nhân như thế nào. Và chúng ta nhớ là tuổi bệnh nhân, không thể mà một nhân 40 tuổi nhồi máu cơ tim với một bệnh nhân 90 tuổi chúng ta cho thuốc như nhau được, hoặc là chủng tộc của bệnh nhân. Như vậy không thể nào mà chủng tộc của bệnh nhân mà giống nhau. Tại vì nghiên cứu, rất nhiều nghiên cứu chúng ta nhận thấy là không có người châu Á. Và ACC Expert Consensus, nghĩa là cái ý kiến của các chuyên gia của Hội Tim Hoa Kỳ năm 2020, người ta cũng thấy rằng khi mà bệnh nhân vô chúng ta sử dụng kháng kết tập tiểu cầu, chúng ta phải nhớ là Patient Clinical Factor, nghĩa là chúng ta phải coi bệnh nhân đó, yếu tố nguy cơ của bệnh nhân, điều kiện lâm sàng bệnh nhân như thế nào trước khi chúng ta quyết định chúng ta sử dụng thuốc gì. Và sau khi mà chúng ta sử dụng thuốc xong, chúng ta phải cân nhắc là sau đó bệnh nhân ở trong bệnh viện và post-discharge, nghĩa là bệnh nhân được xuất viện, thì thuốc đó chúng ta sẽ phải sử dụng tiếp hay chúng ta còn sử dụng xử lý gì nữa, chứ chúng ta không chỉ sử dụng ngay lúc đó. Như vậy thì chúng ta nhận thấy rằng chúng ta có nhiều thang điểm precise DAP score hoặc DAP score, hay là chúng ta có đồng thuật hàn lâm về nguy cơ xuất huyết và nguy cơ huyết khối. Đây này chúng ta có thể lên mạng chúng ta coi, và rất nhiều hội thảo chúng ta đã nhắc đến. Như vậy thì đến nói đến các chủng tộc thì sao ạ? Chúng ta nhận thấy rằng các nghiên cứu thì hầu như queer, bisai queer, credo, kaiti, bisai kaiti thì hầu như không có người châu Á. Và chúng ta thấy Cronoasis 7 thì tỷ lệ người châu Á chỉ có 13%. Và nghiên cứu Trilogy ACS thì tỷ lệ người châu Á chúng ta chỉ có 2,8%, và nghiên cứu Plato có 5,9%. Như vậy không thể đại diện được, nghĩa là cái nghiên cứu ở châu Âu thì chúng ta không thể áp dụng được trên người châu Á. Như vậy thì một người mà chúng ta cứ nghĩ là chiều cao trung bình của người châu Á sẽ phải là 1m75 là không đúng phần mạng. Làm sao 1m75 được, trung bình chúng ta 1m75 được. Như vậy chúng ta phải có cái tiêu chuẩn riêng của người châu Á chúng ta. Thì như vậy thì trong nghiên cứu khi mà lựa chọn theo chủng tộc, thì nghiên cứu Philo thực hiện ở Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc nhận thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng thi cạc calo thì cái tỷ lệ mà composite endpoint, nghĩa là tỷ lệ mà tử vong và nhồi máu cơ tim và stroke cao hơn so với clopidogrel. Trong nghiên cứu của Hàn Quốc, người ta so sánh trên 10.171 bệnh nhân, thì chúng ta nhận thấy rằng nếu khi mà sử dụng clopidogrel thì cái tỷ lệ mà chảy máu chỉ có 3,4%. Tỷ lệ chảy máu chỉ có 3,4%, trong khi đó ở trong cái ti giặc calo là 5,5%, mà sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Cũng như là tỷ lệ huyết khối thì chúng ta nhận thấy rằng clopidogrel thấp hơn so với ti giặc calo. Và trong tất cả các phân nhóm bệnh nhân lớn tuổi, nhỏ tuổi, bệnh nhân nặng ký, không nặng ký, có tăng huyết áp hay không, bệnh nhân có chức năng thận như thế nào, thì clopidogrel cũng tốt hơn khi mà chúng ta sử dụng clopidogrel so với lại ti giặc calo. Nghiên cứu của Đài Loan cũng như vậy, clopidogrel ở trên những bệnh nhân Hàn Quốc thì tại Đài Loan thì châu Á thì cũng vẫn tốt hơn. Và theo tuổi thì sao ạ? Theo tuổi chúng ta nhận thấy rằng một cái phân tích gộp từ 8 thử nghiệm lâm sàng trên 10.000 bệnh nhân trên 65 tuổi thì người ta nhận thấy rằng ở những bệnh nhân thì chúng ta nhận thấy rằng ở trên thì chúng ta nhận thấy rằng ở trên những bệnh nhân mà sử dụng clopidogrel thì có tỷ lệ mà xuất huyết ít hơn, và cái tỷ lệ mà chúng ta có tỷ lệ cảm ơn em. Thì chúng ta nhận thấy rằng trên những bệnh nhân mà cao tuổi thì cái tỷ lệ mà xuất huyết ở những bệnh nhân mà clopidogrel thì nó ít hơn, và cái tỷ lệ huyết khối thì không có sự là sự khác biệt, không có những thống kê. Thì như vậy thì chúng ta thấy là qua cái các thử nghiệm thì ngay khuyến cáo của năm 2020 của ESC và ACC, người ta cũng khuyến cáo là khi sử dụng thuốc thì chúng ta chú ý là ở trên những bệnh nhân cao tuổi thì chúng ta phải sử dụng thuốc như thế nào cho đừng có bệnh nhân bị xuất huyết. Cũng như là ở chủng tộc châu Á thì chúng ta thấy là có một cái hiện tượng là paradox,
của chủng tộc châu Á, nghĩa là ở trên những bệnh nhân mà chủng tộc châu Á thì cái biến cố, mặc dù là cái cặp allele là CYP2C19 là cái đột biến gen CYP2C19 của châu Á nhiều hơn, tuy nhiên là cái sự tạo thành huyết khối nó nhiều hơn và xuất huyết ít hơn cho nên là chúng ta khi mà sử dụng thuốc thì chúng ta phải chú ý. Như vậy thì các nghiên cứu về châu Á thì người ta vẫn favor cho sử dụng Corbidogel. Và năm 2022 thì chúng ta thấy là tác giả Mattia, ông đề nghị là nếu trường hợp bệnh nhân bị high risk of bleeding, nghĩa là bệnh nhân mà có nguy cơ cao, thì chúng ta sử dụng cái ghép tế bào kép với Corbidogel ngay từ đầu, nhưng chúng ta không cần phải sử dụng ticagrelor hay là prasugrel như là khuyến cáo ban đầu. Và chúng tôi cũng nhắc lại là khuyến cáo của Hoa Kỳ và châu Âu thì người ta cũng đều xếp cái Corbidogel, xếp prasugrel và ticagrelor đều vào class 1B, và châu Âu thì nhiều khi còn xếp vào class 1A. Thì như vậy thì chúng ta thấy là còn pre-treatment thì sao ạ? Trước khi bệnh nhân vô phòng thông tin thì chúng ta có phải cho uống thuốc hay không? Thì chúng ta thấy là đối với lại Hoa Kỳ và châu Âu thì đều khuyến chúng ta là nên pre-treatment. Khuyến cáo của Hoa Kỳ thì nó là class 1B và khuyến cáo châu Âu là class 1A. Còn đối với lại nhồi máu cơ tim không XC trên lên mà chúng ta quyết định là chúng ta nong mạnh vành thì nó chúng ta có sử dụng thuốc trước hay chúng ta đợi vô phòng thông tin chúng ta mới cho bệnh nhân uống thuốc? Thì chúng ta biết là nghiên cứu ACOS trên những bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim không XC trên lên, người ta chia làm hai nhóm. Một nhóm được sử dụng mà thuốc nửa liều trước khi mà bệnh nhân vào phòng thông tin, và một nhóm khi mà chụp xong quyết định là có nong hay không người ta mới sử dụng thuốc, thì tỷ lệ mà biến cố tim mạch huyết khối thì nó tương tự nhau. Tuy nhiên chúng ta thấy là xuất huyết ở cái nhóm mà pre-treatment nó cao hơn là no pre-treatment. Như vậy thì chúng ta cho uống prasugrel trước thì không có lợi, cho nên khi mà chụp mạch vành xong chúng ta hẳn nên cho uống prasugrel. Còn chúng ta thấy là cái như vậy chúng ta đối có một cái nghiên cứu dubious năm 2020 là sử dụng upstream và downstream của ticagrelor so với là prasugrel và ticagrelor, nghĩa là một cái nhóm là sau khi vào phòng thông tin chúng ta có chụp xong quyết định là nong chúng ta mới cho uống thuốc, và một nhóm là chúng ta cho uống trước. Thì kết quả của nghiên cứu chúng ta nhận thấy rằng cái tỷ lệ mà biến cố tim mạch do huyết khối thì tương tự nhau, tuy nhiên cái tỷ lệ mà chảy máu nhiều do downstream, nghĩa là upstream, thì nó cao hơn đến 70% so với lại downstream, là chúng ta cho uống trước thì tỷ lệ huyết khối nhiều hơn, tỷ lệ mà xuất huyết nhiều hơn so với chúng ta khi mà chụp mạch vành mới có chúng ta mới cho uống thuốc. Như vậy thì cái khuyến cáo của Hoa Kỳ thì chúng ta không thấy khuyến cáo, tuy nhiên châu Âu thì người ta khuyến cáo là đối với nhồi máu cơ tim không XC trên lên thì Corbidogel pre-treatment là 2A, ticagrelor pre-treatment là 2A, tuy nhiên không được cho thuốc khi mà chưa biết được anatomy của bệnh nhân có cần nong hay không. Đối với prasugrel thì prasugrel chúng ta không nên cho khi mà chụp xong quyết định là nong mạnh vành thì chúng ta mới cho bệnh nhân uống thuốc. Bây giờ một cái vấn đề được đặt ra là chúng ta có cho bệnh nhân uống nguyên viên hay là bệnh nhân có phải nghiền nát viên hay không. Chúng ta nói là chúng ta khi mà bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì chúng ta phải cho tác dụng thật là nhanh, như vậy chúng ta nghiền hay chúng ta không nghiền. Thì đối với lại cái nghiên cứu về Corbidogel thì khi mà chúng ta nghiền đối với lại cái cột mà ở bên tay trái của màn hình của quý đồng nghiệp thì chúng ta thấy là trong 41 phút thì nó đã đủ tác dụng, nghĩa là ức chế tiểu cầu. Trong khi đó nếu chúng ta không nghiền cái viên, chúng ta cho bệnh nhân uống nguyên viên của Corbidogel thì chúng ta thấy là 7 phút sau chúng ta vẫn không đạt được hoạt lực tốt để ức chế tiểu cầu. Như vậy thì đối với Corbidogel thì chúng ta phải nghiền cái viên thuốc chúng ta cho bệnh nhân uống. Còn đối với ticagrelor thì sao ạ? Đối với ticagrelor thì chúng ta nhận thấy rằng cái đường biểu diễn màu đỏ, đường biểu diễn màu đen là crush, chấm là crush và liền là bệnh cái viên thuốc uống uống mà không có nghiền ra, thì cái plasma concentration, nồng độ của thuốc của ticagrelor khi mà chúng ta nghiền ra thì chúng ta thấy là cái đường biểu diễn màu đen mà chấm nó cao hơn so với lại cái đường biểu diễn màu đen mà liền, nghĩa là cái hoạt lực nó cái hoạt lực đạt được đỉnh cao hơn. Và cái đường biểu diễn màu đỏ thì liền đó là chúng ta thấy là crush, thì cái tiểu cầu bị kích hoạt lại, nghĩa là nó kết nối lại,
thì nó cao hơn so với chúng ta nghiền. Thì như vậy thì đối với ticagrelor thì chúng ta nên nghiền viên thuốc trước khi cho bệnh nhân uống. Còn đối với lại cái những bệnh nhân mà prasugrel thì sao ạ? Đối với bệnh nhân prasugrel thì người ta có nghiên cứu compare cross trial đối với prasugrel, thì người ta nhận thấy rằng nghiền hay không nghiền thì nó như nhau. Thì như vậy thì chúng ta khuyến cáo là chúng ta prasugrel là chúng ta không nghiền viên thuốc. Và như vậy thì ACC năm 2021 khuyến cáo là với prasugrel thì chỉ loading dose 60mg thôi, còn ticagrelor thì có thể nhai để cho cái tác dụng bệnh nhân nhanh hơn. Và chúng ta chắc chắn là trong bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim thì đến 10 đến 30% bệnh nhân là có rung nhĩ. Thì đối với bệnh nhân rung nhĩ mà đang uống NOAC hoặc là kháng vitamin K thì sao? Thì chúng ta nhận thấy rằng trong tất cả cái nghiên cứu người ta đều khuyến cáo là chúng ta sử dụng cái corbidogel với liều là 600mg liều nạp ở cái chúng tôi có cái 600mg nó tốt hơn là chúng ta sử dụng những cái thuốc và ức chế kháng tập tiểu cầu mà hoạt lực mạnh hơn. Thì như và cái để kết thúc bài này chúng ta nhận thấy rằng chúng tôi đã trình bày là khởi trị của các khởi trị của thuốc kháng kết tập tiểu cầu aspirin và các thuốc kháng P2Y12. Thì sau đây thì Phó Giáo sư Hoàng Văn Sĩ sẽ tiếp tục là khởi trị như vậy. Nếu chúng ta sử dụng một trong ba loại thuốc đó thì sau khi mà ở bệnh viện hoặc là discharge chúng ta sẽ phải làm gì? Để kết luận thì chúng ta nhận thấy rằng trong cái hội chứng mạn cấp thì aspirin là 150 đến 300, corbidogel liều nạp là 300 và 600, còn 300 nếu sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, ticagrelor 180, prasugrel là 60. Và chúng ta cần cân bằng giữa nguy cơ xuất huyết và huyết khối. Trên những bệnh nhân nguy cơ xuất huyết cao như châu Á, bệnh nhân cao tuổi thì các nghiên cứu cho thấy là corbidogel là lựa chọn hợp lý. Và đối với estrogen lên thì chúng ta cho bệnh nhân uống thuốc trước khi chúng ta nong mạnh vành. Đối với không estrogen lên thì bệnh nhân corbidogel và ticagrelor chúng ta có thể cho uống trước, đó là class 2A. Tuy nhiên prasugrel thì không được cho, nó là class 3, nghe chúng ta không được cho uống thuốc đối với prasugrel. Aspirin, corbidogel và ticagrelor mà chúng ta nghiền thì nát thì thuốc tác dụng nhanh hơn, viên còn nguyên. Nhưng mà đối với lại prasugrel thì chúng ta không nên nghiền viên thuốc tại vì nó tác dụng như vậy. Và trên những bệnh nhân mà rung nhĩ có sử dụng kháng vitamin K hoặc đô ắc thì khuyến cáo chúng ta nên sử dụng corbidogel và chúng ta không nên sử dụng những thuốc kháng kết tập tiểu cầu có hoạt lực cao. Xin nhân thành cảm ơn sự theo dõi của quý đồng.